một năm làm trinh sát ma túy, đủ để con hiểu. Cái nghề này không biết sống chết thế nào. Chỉ có cống hiến và cống hiến. Cuối cùng cũng chẳng được bù đắp gì hết. Mình còn phải có cuộc sống của mình nữa chứ mẹ. Bố chị, thế mà ngày xưa thì cứ nằng nặc đòi thi vào cảnh sát, giờ lại thở ra điều ấy. Hay có chuyện gì à? Mẹ này, nếu như con lấy một nhà đại gia, mẹ nghĩ gì? Lấy ai? Một anh bác sĩ, nhà giàu nhất nhì Việt Nam đấy. Nhưng thằng ấy đó thế nào? Đẹp trai này, thông minh này, lại tâm lý nữa. Quan trọng là mẹ hỏi nó đối với con thế nào. Dạ, cũng thấy yêu yêu. Vì thằng đó mà con bỏ thằng Triều đó hả? Không, là anh Triều phản bội con trước đấy mẹ ạ. Với lại người nhanh bác sĩ ấy thì ai mà cưỡng lại được. Tôi đẻ ra chị, tôi còn lạ gì cái tính đứng núi nọ trông núi kia. Mẹ này, con lớn rồi, con biết suy nghĩ mà. Mẹ cứ yên tâm đi. Mà có khi con lấy chồng rồi sẽ sang Pháp sống đấy. Cái gì? Sang Pháp á? Nhà này nhiều người lắm sao? Với lại còn công việc ở cơ quan. Không được. Nếu như lấy anh ấy, con sẽ bỏ nghề. Cái gì? Không được bỏ nghề. Mẹ làm gì mà như đỉa phải vôi thế? Là công an, cuối cùng cũng chỉ là một nghề để kiếm sống thôi mà. Trời ạ, mới có hơn 2 tháng mà mày thay đổi quá con ạ. Mẹ không biết đấy thôi, con mới vào mà đã phải đi đêm rừng rú, rồi cầm súng bắn nhau đùng đùng với Phạm. Con không nói là sợ bố mẹ lo đấy. Thế nhà thằng ý thế nào? Ngày mai ấy, mẹ cứ lên mạng gõ tập đoàn Oan Linh. Anh trai của anh ấy là chủ tịch tập đoàn, đã thuê con làm trợ lý, cấp biệt thự riêng, xe riêng, lương cả 100 triệu một tháng đấy. Nhưng mày đang thực hiện nhiệm vụ cơ mà. Sau nốt vụ này, con sẽ xin nghỉ việc. Mẹ sợ mày tính sai rồi con ạ. Dưới một miếng mồi thơm, bao giờ cũng là con cá chết.